And so it is our honor and our pleasure to have you with us this morning. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu một ngày cuối tuần, thời gian quý báu của gia đình để đến đây cùng tham dự với chúng tôi sự kiện khai trương này, đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng đối với Ekip Group, bởi vì đây là sự kiện đầu tiên sau 3 năm Covid của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều vì thời gian quý báu của quý vị ạ.